thể, khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng gồm 11 di tích, trong đó 9 di tích nằm trên địa bàn thị xã Quảng Yên và 2 di tích thuộc thành phố Uông Bí. Đây đều là những di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Sau khi khu di tích này được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012, thị xã Quảng Yên đã thực hiện nhiều đợt tôn tạo, bảo tồn với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng, đồng thời đưa khu di tích vào hệ thống các tuyến điểm du lịch trên địa bàn và nâng cao chất lượng lễ hội truyền thống Bạch Đằng để thu hút du khách. Thị xã Quảng Yên đã xây dựng và ban hành rất nhiều những chương trình, kế hoạch liên kết phát triển du lịch, chú trọng đến các cái di tích đặc biệt quốc gia như là cái cụm di tích lịch sử Bạch Đằng. Ngoài cái bảo tồn ra thì cũng hướng tới cái mục tiêu là phát triển du lịch để cho những di tích nó sống động, và cũng từ cái phát triển du lịch mà chúng ta có thể tạo thêm được cái nguồn thu để bảo tồn cho các cái di tích. Với những giá trị lớn về văn hóa lịch sử, di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế với gần 160.000 lượt khách mỗi năm. Dịp đầu tháng 7 vừa qua, sản phẩm du lịch team building với tên gọi Dấu ấn Bạch Đằng Giang cũng được thị xã phối hợp với đơn vị lữ hành du lịch khởi động trở lại. Thật là tuyệt vời. Hôm nay tôi được về tham quan một cái di tích lịch sử, một cái truyền thống của đất Quảng Yên, càng thêm hiểu về cái nghệ thuật quân sự của cha ông mình đã đánh đuổi quân Nguyên Mông. Lần đầu tiên mình ở Huế ra đây thăm khu di tích lịch sử Bạch Đằng này, thì mình thấy cái khu di tích này rất là trang nghiêm, sạch sẽ và có tính tâm linh, nhắc nhở cho con cháu mình nhớ lại ông cha ta đời xưa đã giữ gìn đất nước như thế nào. Để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di tích, hiện nay thị xã Quảng Yên đang đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần của quy hoạch tổng thể khu di tích Bạch Đằng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian sắp tới thì thị xã Quảng Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành của tỉnh và các bộ ngành có liên quan để tiếp tục triển khai các hạng mục quan trọng như là khu vực trưng bày với bãi cọc ngầm, thế và cái tượng đài, đặc biệt là tượng đài của Đức Thánh Trần, và cùng với rất nhiều hạng phụ trợ khác. Thì và cũng mong muốn rằng với những nỗ lực đấy thì sẽ sớm đưa khu di tích này trở thành một cái điểm du lịch thực sự hấp dẫn, du khách trong nước và quốc tế đến thăm và tìm hiểu về lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch của địa phương đang được thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh tích cực triển khai để các thế hệ sau thêm hiểu và tự hào về lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.